Chào các bạn. Hôm qua em của tôi đi rừng nhặt được 4 quả trứng gà. Thiện thế gia đình tôi có mua máy ấp trứng Anh Dương. Đây là trứng gà rừng này các bạn. Đây không phải là gà trong nhà, thực sự là gà rừng đấy các bạn. Bây giờ đem 4 quả trứng này ấp thử nó có nở hay không. Bây giờ tôi sẽ đem 4 trứng này sẽ đưa vào máy. Đây các bạn, trứng gà. Rồi, đặt xong rồi. Đến nắp, đợi lại cái kính nắp. Bây giờ phải điều chỉnh lại cái độ ấm, nhiệt độ các bạn. Theo cái hướng dẫn sách thì đối với gà thì nhiệt độ là 17.5 đến 17.8, còn thời gian thì là 21 ngày, còn độ ấm là 50 đến 70. Mình cứ điều chỉnh theo cái sách hướng dẫn như vậy các bạn, xem là ấp 21 ngày có nở hay không. Chào các bạn, những gà rừng sau 21 ngày ấp trứng. Bây giờ tôi kiểm tra xem nó có nở hay không. Bây giờ tôi sẽ mở nắp xem kiểm tra nó có nở hay không. Đây các bạn, kết quả 4 quả trứng đều nở hết, không có cái trứng nào bị ung chết phôi, nở 100%, con nào cũng khỏe. Đây các bạn, cái này nó mới nở, cái này nó to. Đây các bạn, đúng gà rừng này. Em con này, đây đây các bạn này, em này, con gà rừng này. Bây giờ bước tiếp theo, đem 4 con gà này vào thùng để ôm. Đây thùng. Đấy, xem dễ thương chưa các bạn. Đây ở đây. Hai con nữa. Đây các bạn xem này. Đã tiến ôm. Ôm gà này phải có bóng điện nha các bạn. Bóng điện là 25W. Khi mà có bóng điện thì chắn gà sẽ bị chết các bạn. Và phải uống dùng bằng điện để sưởi ấm cho gà. Đây các bạn xem đây, nó quay quần lên bóng điện sưởi ấm cho nóng. Video kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt các bạn.